dữ liệu quyền chọn cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của Bitcoin đang gặp rủi ro nếu BTC giảm xuống dưới 23.000 đô la. Việc hết hạn quyền chọn trị giá 335 triệu đô la của BTC đã trở thành một cái bẫy chết chóc đối với những con bò đực và việc SEC và IAS gia tăng hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử, đang làm tăng thêm áp lực bán. Bitcoin BTC đã nhanh chóng bứt phá trên 25.000 đô la vào ngày 15 tháng 8, nhưng sự phấn khích kéo dài chưa đầy 1 giờ và theo sau là mức thoái lui 5% trong 5 giờ tới. Mức kháng cự được chứng minh là khó khăn hơn dự kiến nhưng có thể đã mang lại cho những con bò được hy vọng sai lầm về việc hết hạn quyền chọn hàng tuần trị giá 335 triệu đô la sắp tới. Sự lạc quan thoáng qua của các nhà đầu tư đã quay trở lại thị trường người bán vào ngày 17 tháng 8 sau khi BTC bán phá giá và kiểm tra mức hỗ trợ 23.300 đô la Mỹ. Động thái tiêu cực diễn ra vài giờ trước khi công bố biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC kể từ cuộc họp tháng 7. Các nhà đầu tư mong đợi một số thông tin chi tiết về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang có tiếp tục tăng lãi suất hay không. Luồng tin tức tiêu cực tăng nhanh vào ngày 16 tháng 8 sau khi một tòa án liên bang ở Hoa Kỳ ủy quyền cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS buộc nhà môi giới tiền điện tử SFOX tiết lộ các giao dịch và danh tính của khách hàng là người nộp thuế ở Hoa Kỳ. Chiến lược tương tự đã được sử dụng để lấy thông tin từ Circle, Coinbase và Kraken từ năm 2018 đến năm 2021. Diễn biến này giải thích tại sao việc đặt cược vào giá Bitcoin trên 25.000 đô la vào ngày 19 tháng 8 dường như là một điều chắc chắn vài ngày trước và điều này sẽ khuyến khích các cược tăng giá. Bè không mong đợi BTC sẽ tăng trên 24.000 đô la. Lãi suất mở cho các tùy chọn hết hạn vào ngày 19 tháng 8 là 335 triệu đô la, nhưng con số thực tế sẽ thấp hơn vì những con gấu quá lạc quan. Những nhà giao dịch này có thể đã bị lừa bởi đợt bán phá giá ngắn hạn xuống còn 22.700 đô la vào ngày 10 tháng 8 bởi vì đặt cược của họ cho thời hạn hết hạn quyền chọn tháng 8 kéo dài xuống còn 15.000 đô la. Tỷ lệ can top put 1,29 cho thấy sự khác biệt giữa số tiền lãi mở mua 188 triệu đô la và số quyền chọn đặt bán trị giá 147 triệu đô la. Hiện tại, Bitcoin đứng gần 23.300 đô la Mỹ. Có nghĩa là hầu hết các cược tăng giá có khả năng trở nên vô giá trị. Nếu giá của Bitcoin giảm xuống dưới 23.000 đô la vào lúc 8 giờ sáng theo giờ UTC vào ngày 19 tháng 8, thì sẽ chỉ có các tùy chọn gọi mua trị giá 1 triệu đô la này. Sự khác biệt này xảy ra vì quyền mua Bitcoin ở mức 23.000 đô la sẽ vô dụng nếu BTC giao dịch dưới mức đó khi hết hạn. Vẫn còn hy vọng cho những con bò đực nhưng 25.000 đô la có vẻ xa vời. Dưới đây là 3 trường hợp có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại. Số lượng các hợp đồng quyền chọn có sẵn vào ngày 19 tháng 8 cho các công cụ Co, Bull và Put Bear khác nhau tùy thuộc vào giá hết hạn. Sự mất cân đối có lợi cho mỗi bên tạo thành lợi nhuận lý thuyết từ 21.000 đô la đến 23.000 đô la, 30 cuộc gọi so với 2.770 lần đặt. Kết quả dòng ủng hộ các công cụ thỏa thuận gấu thêm 60 triệu đô la. Từ 23.000 đô la đến 25.000 đô la, 940 cuộc gọi so với 1.360 lần đặt. Kết quả dòng là cân bằng giữa phe bò và gấu. Từ 25.000 đô la đến 26.000 đô la, 3.330 cuộc gọi so với 100 lần đặt. Kết quả dòng hỗ trợ các công cụ Co, Bull thêm 80 triệu đô la. Ước tính thô này xem xét các quyền chọn bán được sử dụng trong các cược giảm và các quyền chọn mua dành riêng cho các giao dịch từ trung tính đến tăng giá. Mặc dù vậy, sự đơn giản hóa này không coi trọng các chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đã bán một quyền chọn bán, có hiệu quả đạt được mức tiếp xúc tích cực với Bitcoin trên một mức giá cụ thể, nhưng thật không may, không có cách nào dễ dàng để ước tính hiệu ứng này. Bè sẽ cố gắng ghim Bitcoin dưới 23.000 đô la, những người đầu cơ giá lên Bitcoin cần phải đẩy giá lên trên 25.000 đô la vào ngày 19 tháng 8 để kiếm được 80 triệu đô la.
Mặt khác, trường hợp tốt nhất của phe gấu đòi hỏi áp lực dưới 23.000 đô la để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Những người đầu cơ giá lên Bitcoin vừa có 144 triệu đô la trong các vị thế dài hạn tương lai có đòn bẩy được thanh lý vào ngày 16 tháng 8, vì vậy họ sẽ có ít ký quỹ hơn để đẩy giá lên cao hơn. Với điều này đã nói, những con gấu có ưu thế hơn để ngăn chặn BTC dưới 23.000 đô la trước khi hết hạn quyền chọn ngày 19 tháng 8. Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ là của cá nhân và không nhất thiết phản ánh quan điểm của KTV. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng tiếc cho KTV một like, share.